tham mùi lạ, trăm thứ ngạt ngào. Mùi lạ ở đây là mùi thơm, hương thơm của các loài hoa, hoặc là thơm thoang thoảng, hoặc là thơm ngọt ngào, hoặc là thơm nồng. Đối với vị hoa nào mà thơm thoang thoảng, hoa nào mà thơm ngạt ngào, hoa nào mà thơm nồng? Ai biết phân tích cái loại hoa nè? Thứ nhất, hoa nào là thơm mà nghe cái mùi ngọt ngào, thật là ngọt ngào, là hoa nào? À đúng, chính xác, hoa lài. Quý vị ngửi hoa lài thử xem ha. Mà hoa lài nó đặc biệt một cái, giả sử như các loài hoa khác ha, thì quý vị chưng như vậy ha, chưng chừng tuần lễ thôi, nó hư hết. Nghĩa là nó thối, từ từ gốc nó thối lên, rồi tự nhiên nó rụng cánh, nó hư. Nhưng hoa lài đặc biệt. Đối với gì đặc biệt cái gì? Không hư nha. Từ khi mà nó, nếu mà mình giữ nguyên nó ha, thì nó từ nơi nó tươi, nó khô thật khô, người ta bỏ, người ta làm trà hoa lài, uống rất là thơm. Đúng không? Là hoa lài. Còn hoa mà thoang thoảng là hoa gì? Hoa thơm thoang thoảng, quý vị có ngửi được cái mùi thoang thoảng của thơm của hoa không? Hoa lạc nói gì nữa? Hoa gì mà tinh khiết nhất? Hoa sen, đúng rồi. Hoa sen. Đó, khi mà đi trên bờ hồ đó mà nguyên một cái hồ sen á, đi nghe nó thoang thoảng nhẹ nhàng. Đúng không? Hoa sen. Rồi hoa gì thơm nồng? Hoa gì? Hoa gì? Hoa sữa. Nhiều loại hoa thơm nồng lắm, chứ không phải một loại, đúng không? Rất là nhiều. Nhưng mà mình đặc biệt lưu ý, thứ nhất là hoa sen. Hoa sen là thoang thoảng, rất là nhẹ nhàng. Hoa lài đặc biệt là thơm ngọt ngào mà không héo, không khô. Ủa, không hư. Nó khô thôi chứ nó không hư. Đó, không tin là quý vị cứ về để một dĩa hoa lài cúng Phật đi. Rồi cứ để hoài, tự nhiên nó khô dần dần chứ nó không hư. Ha. Đó là thường tham mùi lạ, mình thích những cái mùi lạ vậy đó, thơm ngạt ngào vậy, chứ còn mùi hôi là mình không chịu đâu. Chẳng thích chân hương năm phần thanh tịnh. Giờ chân hương nè, ai nói được chân hương năm phần thanh tịnh, ai giải thích được là rất là giỏi, rất là hiểu đạo. Chẳng thích chân hương năm phần thanh tịnh. Bây giờ đọc sám hối đó. Chân hương là gì? Sao gọi là năm phần thanh tịnh? Cho Phật tử ưu tiên. Đây là mình học ha, học để hiểu ha. Học để hiểu. Mình cứ việc phát biểu, nhiều khi mình phát biểu sai cũng được, nhưng mà mỗi lần sai là mỗi lần mình nhớ lâu. Chẳng thích chân hương năm phần thanh tịnh. Rồi giờ tôi muốn hỏi là chân hương là gì? Sao gọi là năm phần thanh tịnh? Đây là câu hỏi của tôi. Kính bạch sư cô, kính thưa đại chúng, con xin theo chỗ con hiểu. Chân hương là gì? Chẳng thích chân hương, tức là chân hương, tức là cái tâm thanh tịnh. Rồi. Còn năm phần thanh tịnh tức là ngũ căn, sắc thanh hương và mắt tai mũi lưỡi thanh tịnh. Cô trả lời đúng câu thứ nhất là chân hương. Chân hương tức là mùi hương chân thật. Rồi cô ngồi xuống đi. Ai tiếp tục câu thứ hai? Năm phần thanh tịnh. Dạ, mô Phật thưa Thầy, con xin trả lời câu thứ hai là ngũ phần pháp thân hương là có giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát hương, giải thoát tri kiến hương. Đúng rồi, vì cổ là sư cô cho nên không cần phải vỗ tay, nếu Phật tử là vỗ tay thật lớn. Đúng không? Năm phần thanh tịnh đó là ngũ phần pháp thân hương. Quý vị để ý trước khi mà vào một buổi lễ sám hối, người ta hay nguyện hương á, giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương.
tức là năm phần pháp thân hương, phải không? Còn cái mùi hương chân hương là cái mùi hương chân thật. Mùi hương chân thật này á, nó không bị sanh diệt. Còn những cái mùi hương của hoa này nè, khi nào nó tàn thì mất, là nó có sanh có diệt. Còn cái hương chân thật nó không bị sanh diệt nha. Nhớ vậy ha. Rồi bây giờ chúng ta nói về ngũ phần pháp thân hương. Thứ nhất là giới hương. Hương giới, hương định cùng hương huệ đó, ví dụ dịch nghĩa ra đó. Giới hương là gì? Nghĩa là trong tâm mình á, nó không có tâm niệm ác, không có tâm tật đố, không có tham sân si, không có tâm hại người, không có tâm trộm cắp, gọi là giới hương. Có nghĩa là nếu mà mình phạm những cái này thì mình phải giữ giới, còn mình không phạm những cái này thì không có cần giữ giới, gọi là giới hương. Quý vị hiểu chỗ này chưa nè? Hiểu chưa? À, đó là giới hương. Nè, tôi nói lại nè, trong tâm mình không có tâm niệm ác, không có tâm tật đố, ganh tị, không có tham sân si, không có tâm hại người, không có tâm trộm cắp, gọi là giới hương. Có nghĩa là nếu mình phạm những cái này thì mình phải giữ giới, còn nếu mình không phạm những cái này thì gọi là giới hương. Nhớ chưa? Rồi cái thứ hai là định hương. Định là gì? Nghĩa là tâm mình định lại một chỗ. Ví dụ như mình thấy các cảnh giới như thiện, ác. Thường á, tâm của chúng sanh á, giả sử như thiện á, thì mình thích, phải không? Người nào mà tốt, người nào mà thiện thì mình thích lắm. Nhưng mà người nào mà ác, những người xấu, thì mình có thích không? Mình tránh xa liền chứ, phải không? Mình nói thôi chơi với họ là mình xấu ác theo họ, hồi nào không hay, cho nên mình không chịu gần. Nhưng mà ở đây đó, thiện ác là họ bình đẳng, không loạn động. Cái mùi hương định nè nha, là cái người mà đạt được tới cái chỗ mà thiện ác bình đẳng, không có phân biệt thiện là thương là thích, ác là ghét là bỏ, là không có. Xấu dở gì mình cũng thương, biết người ta xấu dở mình cố gắng mình kéo người ta trở về đường lương thiện, chứ người ta không ghét bỏ. Còn mình bản chất của mình là mình không dám, tại vì mình sợ, phải không? Đó, cho nên nếu mà thấy cái cảnh giới mà thiện ác mà tâm không loạn động, không thấy thiện thì ủng hộ, mà thấy xấu ác thì khinh khi, không có cái tâm này thì gọi là định hương. Nghĩa là không có bị chạy theo đầu này, chạy theo đầu kia, định là một chỗ. Được chưa? Nhớ nha, kỳ sau mình học thì tôi sẽ hỏi lại những cái tôi đã giảng giống như hôm nay vậy đó nha. Nhớ nha. Tuệ hương. Chữ tuệ là gì? À, trí tuệ. Cái hương trí tuệ. Hương trí tuệ này là hương gì? Là tâm không chấp trước. Không chấp trước là nghĩa là sao? Không có dính mắc, không có phan duyên, không có dính đầu này, không có kẹt đầu kia, không có giữ tâm bình đẳng. Tâm suốt thông, không bị ngăn ngại, vì bình đẳng cho nên nó không có bị ngăn ngại. Quý vị để ý nè ha, tôi chỉ cho cái ngăn ngại nè. Giả sử như giờ mình không có thương, mình không thích một người huynh đệ nào đó ha, thì khi mà mình làm việc chung ha, cái gì đó, mình cảm thấy mình bị ngăn ngại liền. Hay có người đó tự nhiên mình cảm thấy khó chịu, mình không thích. Phải người cùng chung với mình, cùng chí hướng với mình thích. Phật tử cứ để ý đi, giả sử như huynh đệ đó là có người nói xấu mình, ghét mình, mà biểu mình làm chung với người đó, quý vị có thích không? Không có thích đâu. Ngăn ngại liền là bị ngăn ngại liền, không có. Đó là chướng ngại đó, thì nó không phải là tuệ. Mà cái tuệ hương này nè, nó không có bị ngăn ngại, nó suốt thông hết. Rồi mình thường dùng trí tuệ đó, để mình quán chiếu tự tánh của mình nữa. Mình biết rằng tự tánh mình nó vốn là thanh tịnh, mình không để cho một cái gì mà nó chướng ngại mình hết. Không có để một cái gì nó làm chướng ngại mình hết.
tự nhiên mình cảm thấy suốt thông đó, nó khỏe, nó tuệ hương đó ha. Không chấp trước, rồi kính trên, nhường dưới, cứu giúp người cô độc, nghèo khổ. Giúp người mà không chấp là mình giúp người. Đây là tuệ hương. Nhớ thứ nhất là không bị ngăn ngại nè. Ha, thứ hai là tâm thông suốt, thường quán chiếu tự tánh nè. Thứ ba là không chấp trước, không kính trên nhường dưới, giúp đỡ người cô độc bần hàn mà không chấp trước, gọi là tuệ hương. Mà cái quan trọng nhất của tuệ hương là thường dùng trí tuệ để quán chiếu tự tánh. Có nhớ không? Thường dùng trí tuệ để quán chiếu tự tánh. Tự tánh mình là gì mà phải dùng trí tuệ để quán chiếu? Rồi trí tuệ đó, quán chiếu tự tánh là quán chiếu như thế nào? Mời Phật tử nào, quý vị nào đã từng học qua rồi phát biểu. Thường dùng trí tuệ để quán chiếu tự tánh, đây là tuệ hương nè. Rồi từ nơi đó mình mới là suốt thông tất cả, không bị ngăn ngại. Từ nơi đó mình mới không chấp trước. Từ nơi đó là mình mới cứu giúp chúng sanh. Đó là tuệ hương. Rồi nếu mấy Phật tử không được thì quý cô. Dạ mô Phật, thưa Thầy, tự tánh cũng có nghĩa là tâm thanh tịnh của mình. Nhưng tại sao mình phải dùng trí tuệ để mình quán chiếu nó? Vì khi mình chưa đạt, mình chưa thấy được tánh, tâm mình chưa thanh tịnh, thì mình cần phải dùng cần phải có trí. Khi mình có trí thì mình sẽ quán chiếu các sự vật hiện tượng. Cái đó nó như thế nào, điều đó nó như thế nào? Thường là mình quán chiếu ở lúc ngoài thiền hoặc là đi đứng nằm ngồi, nếu mình nhất tâm vào một cái điều gì đó thì mình sẽ phát hiện ra được cái tánh của mình. Mình nói đơn giản nhất, mình nói đơn giản nhất là quý vị đều biết rằng là tự tánh của mình là thanh tịnh, đúng không? Mà cái gì làm cho mình không thanh tịnh là mình thấy không đúng à. Giả sử như mình thấy mình buồn bực một cái gì đó, mình phiền não cái chuyện gì đó, mình làm cái gì đó mình không có thanh tịnh là mình biết nó là mất tự tánh. Cho nên mình phải dùng cái trí tuệ mình nhớ quán chiếu lại tự tánh của mình vốn là thanh tịnh, không để cái gì nó làm mờ đi hết, không để làm cái gì mà nó là che khuất để mà mình không thanh tịnh. Mà suốt ngày nếu mà chúng ta không biết tu đó, là suốt ngày chúng ta cứ giận người này, buồn người kia, phiền người nọ. Nói ra một câu thì dính mắc một câu, nói ra một chuyện thì dính mắc một chuyện. Suốt ngày tự tánh của chúng ta bị mờ, quên mất gốc chơn, đuổi theo ngoại vọng là đây, đúng không nè? Cho nên nó thường dùng trí tuệ để quán chiếu tự tánh. Quý vị phải nhớ rõ, ai cũng có tánh thanh tịnh hết. Cho nên không để một cái việc gì nó làm cho cái tự tánh mình nó mất thanh tịnh là không đúng ha. Trở về với tự tánh. Khi mà mất thanh tịnh rồi là mình quay trở về liền. Bỏ. Mà muốn bỏ như vậy á, nếu mà người không biết tu á, bỏ rất là khó. Cái người biết tu rồi á, quý vị chỉ nhớ một điều đó, giả, nó không có thật. Lời nói hôm nay với ngày mai nó khác nhau rồi. Không tin á, quý vị cứ để ý đi ha. Hôm nay mình buồn, mình cứ ghi ra hết. Hôm nay tôi buồn cái gì đó, mình ghi lên tờ giấy. Rồi 3 ngày sau, quý vị đọc lại cái tờ giấy đó, cái nỗi buồn đó nó qua rồi, nó không có còn nữa. Hiện tại nó lại khác nữa rồi. Cho nên nó không có cái gì thật hết. Mà thật sự mình phải thấy rõ, không có cái gì thật thì mình thấy mình bỏ dễ lắm. Còn mình thấy thật, mình khó bỏ lắm. Cái gì cũng thật hết. Trời ơi, giận gì giận cả năm trời mà không hết giận. Rồi còn thề là suốt đời mang theo nữa chứ. Ông quý vị thấy không? Đó là ngu si. Đúng không? Qua rồi thôi. Thật ra cái thân của mình nó có thật gì đâu. Cũng không thật. Một thời gian rồi sao rồi cũng già, rồi bệnh, rồi cũng chết. Lời nói có thật gì đâu. Cho nên mình nhớ những cái gì
nó làm cho mình không thanh tịnh là mình phải dùng trí tuệ để quay trở về. Đó là tuệ hương ha. Rồi cái thứ tư nó là giải thoát hương. Cái hương giải thoát này nó còn cao hơn cái tuệ hương nữa. Giải thoát hương là sao? Ai nói được cái giải thoát hương này là giỏi. Rồi tới giải thoát tri kiến hương nữa. Rồi năm phần pháp thân hương thì đâu phải vừa đâu, đúng không? Đó, bây giờ giải thoát hương, tuệ hương là mình đã thấy khó rồi đó. Phải dùng trí tuệ để quán chiếu tự tánh đó. Rồi tới giải thoát hương. Cái hương giải thoát này, hương giải thoát này nó, cái hương này nó ở đâu? Giải là mở, thoát là thoát khỏi. Mô Phật thưa Thầy, theo con giải thoát hương có nghĩa là mình không có còn vướng kẹt vào hương giới, hương định, hương tuệ. Khi mà mình giữ giới thì mình muốn giải thoát khỏi cái giới đó là mình buông cái giới đó luôn. Có nghĩa là mình không còn thấy mình giữ nữa. Hoặc là định mà không còn thấy mình định, trí tuệ nhưng mà không thấy mình có trí tuệ nữa, thì nó gọi là ba la mật á, thì gọi là giải thoát, không có còn kẹt, còn vướng vào đâu hết, nó không có ngần mé, thì đạt đến đó gọi là giải thoát. Thì quý vị cứ thấy chữ giải tức là mở, không, chữ thoát là ra khỏi, mở ra, thoát khỏi cái gì? Giải thoát. Ai trói ông mà đòi giải thoát? Cái gì trói buộc mình mà mình đòi mở, mình đòi giải thoát? Bây giờ Phật tử đó, cái gì trói buộc quý vị nè? Cái gì mà trói buộc mạnh nhất? Rồi mời Xuân. Tham sân si giải thoát à, trói buộc hả? Chưa hẳn đâu. Tham sân si nó là nguyên thủy rồi, nó có sẵn ở trong mình rồi. Hết tham sân si là thành Phật liền. Quý vị tin không? Tất cả ai cũng có tham sân si hết. Nếu quý vị hết tham sân si là quý vị thành Phật ngay tức khắc. Cái gì mà trói buộc mình mạnh nhất, nhất là bên Phật tử nè. Dạ. Mô Phật thưa Thầy, theo con hiểu là ái dục. Ái luyến là trói buộc mình nhiều nhất. Rồi còn ai có ý kiến gì không? Gần đúng rồi. Thêm một cái ý kiến nữa đi. Ngũ dục lạc. Ngũ dục trói buộc mình mạnh nhất. Ngũ dục gồm có những cái gì? Tiền tài, sắc đẹp, cái gì nữa? Danh dự, danh vọng, địa vị, rồi gì nữa? Ăn uống là phải ăn ngon rồi nha, ăn dở ăn không nổi đâu. Rồi gì nữa? Ngủ nghỉ mà cho quý vị cái chiếu manh rồi ngủ ngoài trời một thời gian thôi là chạy, phải không? Ngủ cho giường cho êm, nệm cho ấm, đúng không? Tài sắc danh thực thùy, đó là ngũ dục lạc, nó trói buộc. Thì quý vị thấy như quý cô nè, vô chùa 3 giờ khuya là bắt dậy rồi. Chịu nổi không? Nhiều khi mình muốn tu lắm, nhưng mà nghĩ tới 3 giờ khuya rồi thức dậy rồi, rồi phải tụng kinh, phải ngồi thiền, đau chân quá, chịu không nổi. Cái ý muốn tu của nó không sao rồi ha, lung lay. Thôi được, tu thì tôi cũng thích tu, nhưng mà cho tôi ở thất, ở nhà. Chứ tôi theo mấy cô tôi theo không nổi, đúng không nè? Cái chí tu mình nó bị lung lay. Nhưng mà quý vị biết đức chúng như hải nghĩa là sao? Cái phước báo của đại chúng lớn lắm. Mình nhiều khi á, mình ở nhà mình nhiều khi mình buồn, hoặc là nhiều khi mình bệnh, hoặc là nhiều khi mình bực tức phiền não, cái mình không thích tu. Nhưng mà vô chùa là không được. Người ta đắp y tụng kinh là mình cũng phải đắp y đi tụng kinh. Không có được ở dưới bị rầy. Người ta ngồi thiền, mình ngồi, mình nằm ngủ thì coi nó kỳ. Bắt buộc chặt phải chạy theo. Chính vì cái chạy theo đó mà sao? Tiến thẳng lên. Đó là cái trí tuệ, cái đó là giải thoát. Không có bị ngũ dục nó cột.
cái ngũ dục trong đó nó có thực và thùy nha. Thực là ăn ngon, thùy là ngủ ngon. Sắc đẹp thì quý vị biết rồi, đúng không? Rồi danh dự, rồi danh vọng, rồi đủ thứ biết rồi, phải không? Rồi tiền bạc, đó là Phật tử phải cần những thứ đó, đúng không? Tài sắc danh thực thùy mà mình bỏ hết, nhưng không bị những cái thứ đó nó trói buộc thì có phải là giải thoát không? Khó ha. Nói thì dễ nhưng mà chính quý cô đây cũng nhiều khi còn cũng bị thực với thùy đấy, nó trói buộc. Mấy cái kia thì không có thiệt, nhưng mà ăn với ngủ nhiều khi á, ăn cực quá chịu cũng không nổi. Cái chùa nào mà làm nhiều quá, ăn cực quá là ít chúng lắm. Chùa nào mà sung sướng á ha, ăn ngon mặc đẹp được đi học sang trọng thì đông. Còn chùa nào mà cỡ như chùa Bảo Hải thì lèo tèo ha. Đó, như vậy đó là bị thực thùy đó ha. Bây giờ mình nói lại này, giải thoát hương là tâm mình không dính mắc theo ngoại cảnh, không phan duyên, không bị ngũ dục lạc cột trói, không bị dính kẹt. Đó là giải thoát hương, có nghĩa là không dính kẹt gì hết thì là giải thoát thôi, đúng không nè? Đó là giải thoát hương. Quý vị thấy khó không? Khó làm không? Khó làm quá ha. Giải thoát tri kiến hương. Chữ tri, tri là gì? Tri kiến là gì? Đạt tới cái chỗ này rồi á là thõng tay vào chợ rồi. Quý vị biết thõng tay vào chợ là gì không? À đúng là tự tại. Hòa quan tiếp Phật. Đến đây á là cái người mà đạt tới mà giải thoát tri kiến hương rồi đó, là người đó tu gần thành Phật rồi. Đó là thấu tâm đạt bổn rồi, đem ánh sáng trí tuệ dấn thân vào đời. Đó là hòa quan tiếp Phật đó, đó là thõng tay vào chợ đó, đó là sắp sửa thành Phật rồi đó. Giải thoát tri kiến hương. Bởi vậy quý vị thấy năm phần pháp thân hương, nhớ không? Giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Nhớ chưa? Kỳ sau hỏi nha. Năm phần pháp thân hương, nói lại là giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Đúng rồi đó, nhớ ha. Năm phần pháp thân hương đó. Trong kinh Pháp Cú có cái có dạy là hương của các loài hoa chỉ thơm theo chiều gió, còn hương của giới định tuệ ngược gió khắp tung bay. Hương giới định tuệ ngược gió khắp tung bay là gì? Hương của các loài hoa thì là theo chiều gió, còn hương của giới định tuệ thì nó lại ngược gió. Ngược gió khắp tung bay là sao? À, quý vị phát biểu mạnh lên cho sôi động lên. Đó, cho nên hương của giới định tuệ là chân hương ha. Chỉ thích chân hương năm phần thanh tịnh. Nhớ câu này chưa? Rồi gì tiếp theo nè? Lan xong xả ướp chỉ thích tìm tội, giới định hương huân chưa từng để mũi. Đây là bị quở rồi ha. Lan xong tức là hương thơm của các loại hoa, hoa lan rồi đó ha. Xong là nó thơm ngát á. Mình thích tìm tòi, mình đi tìm những cái loài hoa đẹp, những loài hoa có hương thơm là mình đi tìm tòi. Rồi xả ướp. Xả ướp là gì quý vị biết không nè? Ngày xưa đó, khi mà ở các trong cung điện của vua chúa đó, mấy cái cô cung nữ đó, mấy cổ đi tìm những cái loài cái cây, cái hương thơm của cái xạ đó để ướp vô quần áo đó. Khi mà mình vũ lên nó mặt nó thơm ngang ngát vậy đó, xả ướp cái mùi hương đó đó, xông vào quần áo đó ha. Xạ tức là một thứ bột thơm ướp vào quần áo cho thơm đó. Chỉ thích tìm tòi, chỉ thích kiếm cái mùi hương này. Hương này gọi là hương trần,
nha, hương trần. Còn hương thơm của giới định huệ thì chưa từng để mũi. Quý vị có nhà nãy giờ tôi giải thích hương của giới, hương của định, hương của tuệ rồi đó. Có ai được giữ được một mùi hương nào trong ba mùi hương này không? Giới, định, tuệ không? Hay là chưa từng để mũi, thích ngửi cái mùi thơm bên ngoài vậy thôi, chứ còn hương giới, hương định, hương huệ thì chưa, đúng không? Cho nên ở đây mới nói là chưa từng để mũi là như vậy. Rồi câu trầm đàn thiêu đốt đặt trước Phật đài, ngẩng cổ hít hơi trộm hương phẩy khói. Phải không? Hương trầm là gì? Mùi thơm của nhang trầm. Quý vị biết cái trầm á, trầm hồi xưa đó, người ta phải đi vô rừng á, người ta tìm. Người ta nói rằng đó là do cái cây gió đó. Quý vị biết cái cây gió không? Cây gió bây giờ á, hình như người ta cũng có trồng á, ở trong rừng á. Cái cây đó là một cái cây cổ thụ, nó mọc ở trong rừng á, lâu ngày á, rồi nó bị những cái con sâu, con trùng, con kiến gì nó đục, nó làm cho cái vết thương, nó thành cái vết thương của cây. Cái mũ của cây á, nó mới chảy ra. Nó chảy ra lâu ngày, nó kết lại thành một khối vậy đó. Ta gọi là khối trầm. Người ta đi vô rừng, người ta tìm cái đó đó, người ta lấy cái đó về, người ta xay ra để người ta làm trầm, người ta làm hương, người ta đốt. Nó trầm. Hương trầm tức là nhang trầm đó ha. Rồi chiên đàn. Trầm đàn, tức là chiên đàn. Chiên đàn là một loại gỗ thơm ở Ấn Độ. Hương thơm của chiên đàn bay đi rất xa. Có nghĩa là cái gỗ chiên đàn đó, quý vị biết nó có một chút xíu vậy thôi, mà thí dụ để trên bàn ha, là ở ngoài ở dưới đó nghe thơm rất là rõ luôn. Nó có thể thoang thoảng 40 mét trong cái phạm vi nó thơm, chứ không phải là 1-2 mét. Chiên đàn, gỗ chiên đàn nó thơm lắm. Cái gỗ này nó chỉ có ở Ấn Độ. Trầm đàn thiêu đốt đặt trước Phật đài tức là sao? Nếu mà mình đốt trầm, đốt chiên đàn để cúng Phật, cái mùi thơm nó bay ra, nó dễ chịu, mình thích, mình khen. Trầm đàn thiêu đốt đặt trước Phật đài, ngẩng cổ hít hơi trộm hương phẩy khói, mình thích lắm, thích lấy thích để. Trộm hương, gọi là trộm hương phẩy khói là cái chỗ đó đó. Ta để cúng Phật chứ đâu phải cúng cho mình đâu. Mình nghe cái mùi mình thích, tự nhiên mình hít. Mình hít rồi mình còn khen, mình nói trời ơi, cái nhang gì mà nó thơm quá, cái mùi gì mà dễ chịu quá. Tức là mình đã trộm hương rồi đó. Quý vị hiểu cái chỗ trộm hương này chưa? Nhớ kỳ rồi mình học trộm hương có cái ông Sa Di gì đó, nhớ không? Chưa hả? Trộm hương là như vậy đó, có nghĩa là cúng Phật mình nghe, mình biết, chỉ nghe biết thôi, chứ đừng có hít lấy hít để rồi mình còn khen là thơm quá thế này thế khác. Tức là mình trộm hương, nhớ nha. Theo dõi hương trần long thần chẳng nể, chỉ thích mùi sằn trọn không chán mỏi, đúng không nè? Những hương thơm của thế tục dù thơm bao nhiêu rồi có thời hạn thôi là nó cũng hết, đúng không? Mà chúng ta lại thích ngửi, mà thích ngửi như vậy cũng không sợ long thần, không sợ hộ pháp gì hết, không sợ các ngài quở trách, chỉ thích cái mùi hương đó đó mà không nhàm chán, không xa lìa. Có gọi là theo dõi hương trần long thần chẳng nể, chỉ thích mùi sằn trọn không chán mỏi. Nhớ ở đây chỉ mình cái mùi hương chân thật, chứ không phải mùi hương bên ngoài. Cái mùi hương bên ngoài nó thơm bao nhiêu rồi nó cũng có một thời hạn nó hết. Còn cái giới hương, định hương, huệ hương này nó không có hết. Mình ráng, mình nhớ cái mùi hương này, hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát, hương giải thoát tri kiến. Mình làm được thì mình giải thoát, mình sẽ thành Phật, là tu. Chứ còn cái mùi hương bên ngoài, dầu hoa nào đi chăng nữa, dầu đẹp cách mấy, dầu thơm cách mấy, gỗ nào cũng vậy, dầu thơm cách mấy đi chăng nữa, rồi nó cũng hết. Có nghĩa là có sanh, có diệt. Còn chân hương thì không sanh, không diệt.
mà mình phải tìm tòi những cái chân hương này nè, chứ đừng có chạy theo hương trần. Nhớ không? Nhớ thì phải nhớ đó nha. Rồi, mặt đào má hạnh lôi kéo chẳng lìa, cây giác hoa tâm xoay đi không đói. Đúng không? Có nghĩa là sao? Mặt đào má hạnh thì chắc là quý ông biết rồi ha. Mặt hoa da phấn, những người người nữ đẹp mặt hoa da phấn, mặt đào má hạnh, đúng không? Người đẹp đó, ý chỉ người đẹp á, thì con mắt mình nó thích lắm, nhìn dính chặt không rời. Cây giác hoa tâm, cây giác là gì? Là sự giác ngộ, tâm thanh tịnh. Hoa tâm là tâm thanh tịnh, cây giác là sự giác ngộ. Đối với sự giác ngộ, đối với cái tâm thanh tịnh thì không bao giờ mình nghĩ tới. Mà mặt đào má hạnh thì lôi kéo chẳng lìa, đúng không? Cái nhớ hoài, đi qua người đẹp mà đi qua rồi cái nó cứ thoang thoảng trong đầu mình, sao cứ nhớ cái cô đó, cô đẹp ghê. Đẹp từ cái miệng, đẹp tới cái mũi, cái gì cũng đẹp, thí dụ vậy đó ha. Là nó còn lưu lại. Còn cái sự giác ngộ là tâm thanh tịnh nó có sẵn đó đó, mà không nhớ. Ý nói vậy đó ha. Hoặc ra phố chợ, hoặc vào bếp sau, thấy bẩn thèm ăn, ưa nhơ kiếm nuốt. Nghĩa là sao? Sao thấy bẩn thèm ăn, ưa nhơ kiếm nuốt? Mình đâu có thích vậy đâu, mà sao mà trong này nói như vậy? Hoặc ra phố chợ, hoặc vào bếp sau, thấy bẩn thèm ăn, ưa nhơ kiếm nuốt. Sao vậy? Mấy cô bên mình đi mà Phật tử hả? Phật tử ai biết thì nói, còn ai không biết thì thôi. Còn Phật, mấy cô, sao thấy bẩn thèm ăn, ưa nhơ kiếm nuốt, nghĩa là gì? Dạ mô Phật, thưa Thầy, theo con nghĩ thấy bẩn thèm ăn, ưa nhơ kiếm nuốt có nghĩa là chỉ cho những cái tật xấu của mình á. Thèm ăn ở đây không có phải là ý chỉ cho thực phẩm, mà cho cái tâm hồn của mình á. Thường mình đời sống thế tục, mình hay tạo nên những cái đó, nó làm cho mình tạo thành những cái tập khí. Tập khí mà khi mình bước chân vào tu. Không phải đâu, cái này nó thực tế mà. Hoặc ra phố chợ, hoặc vào bếp sau, thấy bẩn thèm ăn, ưa nhơ kiếm nuốt, thì thực tế nha. Dạ, thì nó cũng là được sự huân tập từ nhiều đời, mình chưa có thuần á, cái chủng tử mình chưa có thuần, cho nên mình từ những cái thức ăn tâm hồn cho đến thức ăn vật chất nó cũng đi đôi với nhau. Cho nên khi mình thấy những cái mà thuộc sở thích của mình á, mình hay chạy theo, ưa nhơ kiếm nuốt cũng vậy. Tức là mình ăn những cái thức ăn nó không có được mang đến sức khỏe cho mình á, cũng gọi là thức ăn dơ. Rồi, dạ, mô Phật. Ở đây ý nói như thế này nè, quý vị hiểu cho rõ nha. Hoặc ra phố chợ, hoặc vào bếp sau, tức là khi mà mình thích ăn ngon đó thì mình phải ra chợ tìm thức ăn chứ, đúng không? Ra phố chợ mua thức ăn rồi xuống bếp để chế biến thức ăn, đúng không? Hoặc ra phố chợ, hoặc vào bếp sau, thấy bẩn thèm ăn, ưa nhơ kiếm nuốt có nghĩa là sao? Nhiều khi á, mình ra phố chợ, mình thường là mình thích ăn cái gì nè? Cá, thịt, cua, tép, tôm. Gì thích cái nào nhất? Những thứ đó thì mình cho rằng là bổ, béo, đầy đủ chất dinh dưỡng, đúng không? Còn rau, củ quả thì nó có đủ chất dinh dưỡng không? Cho nên nó ưa nhơ kiếm nuốt, tức là mình mua những cái con vật về, rồi sao nữa? Cắt cổ, lấy huyết, rồi chặt, xào, nấu, ướp gia vị, làm thức ăn cho ngon, đúng không? Gọi là ưa nhơ, thấy bẩn thèm ăn đó. Cái đó giả sử như lòng gà, lòng vịt, thí dụ như huyết, quý vị thấy cái đó thức ăn đó sạch không?
sạch hay ha bẩn mà ngon không? Ngon chứ phải không? Nhiều khi huyết người ta kêu bằng lại gì ta? Tôi thấy người ta để cái dĩa vậy, tôi đi ngang chợ tôi thấy đó. À, tiết canh. Ngon ha. À, quý vị thấy em còn lòng gà, lòng vịt, quý vị biết ở trong đó vi khuẩn không? Mà làm sao? Xúc rồi cho sạch, tẩy rửa rồi xào lên, rồi gia vị vô, thơm, ngon ha. Đó là thấy bẩn thèm ăn, đó là cái chỗ đó đó. Mình không biết được cái bản chất của nó rất là dơ. Máu huyết nó tanh hôi. Thật ra quý vị để ý coi mấy đứa người mà bị thương đó, máu nó đổ một hồi mình đi ngang cái vũng máu đó mình nghe cái gì? Tanh, rất là tanh, đúng không? Rất là tanh. Dơ, tanh hôi lắm, dơ dái. Ưa nhơ kiếm nuốt, thích. Thích kiếm nuốt là vậy đó ha. Đó có nghĩa là khi nhiều khi mình ăn huyết nè, mình ăn gan, mình ăn ruột của chúng sanh, mình nghĩ những thứ đó nó ngon chứ thực chất nó rất là tanh hôi ha. Chỉ vì ướp gia vị vào nó thơm ngon thôi mà mình lại thích kiếm nuốt. Chẳng ngại tanh hôi, không kiêng hành tỏi, mê mãi không thôi như lợn nằm ổ. Câu này là nghĩa sao ha? Chẳng ngại tanh hôi, không kiêng hành tỏi. Đó, thì nãy giờ mình nói đó, những cái thứ đó nó rất là tanh hôi mà mình phải gia vị hành tỏi vào cho nó thơm, đúng không? Rồi mê mãi không thôi như lợn nằm ổ. Thường thường á, con heo đó, lợn con heo đó, ở trong cái chuồng đó, quý vị nhìn cái chuồng heo nó có sạch ra nó dơ. Khi nào người ta tới, người ta quét dọn thì nó sạch được một chút. Rồi hồi thì nó cũng dơ trở lại. Nó đại tiện, tiểu tiện, ăn uống chỗ. Đúng không? Rất là dơ. Vậy là lợn nằm ổ là vậy đó. Nó nằm một chỗ như vậy đó, nó dơ dơ. Dơ dai lắm. Ý nói, cứ chìm đắm trong cái tanh hôi đó mà không biết chán, không biết sợ. Hoặc chảy nước mũi, hoặc hỉ đàm vàng, bôi cột quẹt thềm làm nhơ đất sạch đó. Rồi cái bệnh hoạn cứ lên chánh điện tụng kinh, mũi chảy rồi sao nữa? Sẵn cái cột đó, hỉ cái quẹt cái cho nó sạch. Cái này hồi xưa thôi chứ bây giờ chắc không có đâu ha. Bây giờ khoa học tiến bộ rồi, quý vị cũng tiến bộ nhiều rồi, làm gì có chuyện đó phải không? Bất quá lấy tay áo chùi thôi, đúng không? Đó vậy. Rồi, hoặc say nằm ngủ điện Phật phòng tăng, hai mũi thở hơi xong kinh nhơ tượng. Nhớ nha, cái này thì dặn Phật tử nha. Cái điện Phật, chánh điện đó, với cái phòng tăng á, thí dụ mà mình ngủ á, mình đừng có ngủ mấy cái chỗ đó. Tại nhiều chánh điện á là long thần hộ pháp, hoặc là những bậc thánh nhân người ta hay tới. Mà mình nằm mình ngủ có nhiều khi á, mũi mình nó thở cái mùi hơi hôi, rồi miệng thì nó chảy nước dãi, nó rất là dơ. Cho nên thôi, đừng có ngủ ở điện Phật, đừng ngủ phòng tăng. Hai mũi thở hơi xong kinh nhơ tượng. Rồi cái câu ngửi sen thành trộm, nghe mùi thành dâm, không biết không hay đều do nghiệp mũi. À, cái câu ngửi sen thành trộm là quý vị biết rồi đúng không? Giờ ai biết câu ngửi sen thành trộm, giơ tay lên nè. Ai biết? Sao ngửi sen mà thành trộm, mà nghe mùi thành dâm? Ủa, cô Thu Ngọc đâu rồi? Nghe tiếng đó. Sao ngửi sen thành trộm? Sao phương tiện? Nói được không? Dạ cũng tạm tạm thôi. Mà thầy, do câu chuyện là có một thầy, ổng đi qua cái hồ sen á, thấy có một người, người ta cũng đang lội xuống sen, người ta hử, cho nên ông cũng kê vô hử. Thì bị một thầy khác rồi rầy, nói tại sao người kia là cũng ngửi sen mà sao không nói, bây giờ lại nói con. Thì nói rằng người, thí dụ
trong hai người, một người mặc áo đen á, thì bây giờ có dơ cơ nữa thì người ta cũng không thấy nhiều. Còn bây giờ quý vị là người đã tu rồi mà còn làm như thế vậy là không có được, gọi là ngửi sen thành trộm. Rồi được rồi. Ở đây á, ngửi sen thành trộm nó có một cái sự tích. Có nghĩa là thời xưa đó có một vị tỳ kheo, tức là vị tu sĩ đó, đi thiền hành á, quanh cái hồ sen. Khi mà ngồi thiền xong, xả thiền ra cái đi kinh hành đó, đi thiền hành đi vòng hồ sen đó, thì hôm đó có một cái sen nó nở thơm lắm, thoang thoảng vậy đó. Thì ông nghe cái mùi thơm thì ông ngửi, đúng không? Quý vị cũng vậy thôi, thì nghe mùi thơm tự nhiên cái mũi của mình á nghe xong là mình ngửi liền. Khi mà ông ngửi, ông hít ngửi như vậy thì ông cảm nhận là hương thơm, bữa nay sao sen hôm nay thơm quá. Ông vừa cứ khởi nghĩ là thơm quá thì có một vị thần hiện ra quở: tại sao mà thầy hít trộm cái hương thơm của hoa sen? Rồi ông thầy tỳ kheo ông không biết trả lời sao, tại vì ông vừa mới ngửi xong ông còn khen hoa sen thơm quá, cho nên bị quở là hít trộm cái mùi hương sen. Thì chưa kịp gì hết thì nghe, lúc đó có nguyên một đám cư sĩ xăng quần xuống hồ sen, nó bẻ ngó sen. Quý vị biết sáng nó bẻ ngó sen nó đi bán á, cái hoa của người ta vậy đó, nó đạp hết, nó móc cái ngó sen á, nó bẻ làm một hồi cái hồ nó tan nát hết, xình lại đồ không. Thì ông thầy tỳ kheo á, ông mới lấy làm lạ, ông mới nói là tại sao tôi chỉ ngửi cái mùi sen thôi mà ngài còn quở tôi là ngửi trộm. Còn cái bọn đó đó, nó xuống nó phá tan nát cái hồ sen đó, sao tôi không thấy ngài quở? Thì đố quý vị trả lời sao đây? Bây giờ cho Phật tử trả lời. Tại sao kỳ vậy? Ta chỉ đứng ở trên bờ hồ, ta ngửi thôi mà bị quở. Còn cái đám cư sĩ nó xuống, nó bẻ ngó sen, nó làm hư hoa sen hết mà không bị quở. Tại sao? Một Phật rồi mời chú. Ông nói tại sao mà đệ tử chỉ có ngửi thôi mà Phật đã quở rồi, còn cái đám mà đại khái là ở ngoài ta phá nát hết, thì theo Phật tử nghĩ rằng là nó có một cái giới hạn, nó một cái sự phân định là vị tỳ kheo đó là một vị tu, đã tu rồi thì phải biết sáng suốt, biết nhận định. Còn cái đám gọi là cái đám xã hội kia thì ta đâu có tu, thì người ta không có trách móc gì hết. Dạ thưa thầy, theo cảm nhận con là vậy. Dạ, dạ đúng rồi, cho tràng pháp tay nè, ủng hộ tinh thần. Có nghĩa là ông thần đó, ông mới bảo vị tỳ kheo rằng, ông nói á, là cái bọn mà nó xuống, nó phá, nó nhổ ngó sen rồi nó phá hồ sen đó, cái nhóm là cái nhóm thế tục, nó không biết giữ giới, nó không biết tội lỗi là gì đó, giống như cái chiếc áo đen vậy đó. Bây giờ thêm một vết bẩn, hai vết bẩn gì ta cũng thấy, không thấy. Còn ông á, ông tu rồi, giống như là một tờ giấy trắng, một cái chiếc áo trắng vậy đó, chỉ một vết nhỏ bẩn thôi là người ta cũng thấy nữa. Cho nên tôi quở ông là để cho ông trắng hoàn toàn, đừng có để một cái vết bẩn nào nó bám vào áo. Hiểu không? Hiểu cái ý này không nè? À, đó. Thí dụ mà cái nhóm đó, đó nó đã đen rồi, thêm 5-10 vết nữa cũng không sao hết á. Còn ông á, ông tu như cái tờ giấy trắng vậy đó, chỉ một chút mực thôi, một đốm mực thôi nó cũng thấy nữa. Cho nên ông đừng có như vậy, giữ giới, thanh tịnh ha. Cho nên tôi quở ông là quở như vậy đó. Rồi còn nghe mùi thành dâm thì nó cũng giống như nghe tiếng xuyến vậy đó. Vị sa di trẻ ở trong phòng, cô gái trẻ đi ngang qua, cái mùi hương của cổ, thường thường con gái nó hay có cái mùi hương thơm, nó xích nước hoa đồ này kia nọ, nó hương thơm, đi ngang qua phòng cái nó phản phất cái mùi hương thơm. Thì ông ở trong phòng, ông nghe cái mùi hương thơm, ông nghĩ tới người con gái đẹp, cho nên nghe mùi thành dâm ha. Không biết,
không hay đều do nghiệp mũi. Đúng không? Cái lỗ mũi mình nó tạo tội vậy đó. Bây giờ muốn lỗ mũi mình không tạo tội, mình phải làm sao? Đây là câu trả lời quan trọng nhất. Nãy giờ mình kể cái tội của nó đó. Bây giờ mình muốn nó không tạo tội, mình phải làm sao? Tại vì cái khả năng của nó là ngửi. Rồi mời chú gì ha, chú Bin là pháp danh gì? Nói pháp danh tôi nghe tôi nhớ, giống thôi tôi cứ bin hoài đó. Mô Phật, pháp danh của con là Bửu Pháp. Bửu Pháp. Dạ. Rồi giờ trả lời đi Bửu Pháp. Thưa thầy, nói tóm lại là lúc nào cũng phải phòng hộ cái mũi của mình. Phòng hộ sao? Phòng hộ cách không, nào? Mình phải dùng cái tâm mình phòng hộ cái mũi của mình để không còn phải phân biệt, không còn phải nghe những cái đó, rồi cái tâm bắt đầu nó sanh ra, nó suy nghĩ, nó loạn tưởng, nghĩ tùm lum. Nên lúc nào cũng phải phòng hộ để không có... Giờ Bửu Pháp phòng hộ bằng cách nào? Mình giống như con thì con nghe, con biết nó thơm thì con chỉ nghĩ nó thơm thôi. Con không có nghĩ... Không chạy theo. Không có chạy theo. Không dính mắt. Dạ. Rồi, quý vị cho Bửu Pháp một tràng pháo tay nè. Lúc nào cũng phòng hộ hai cái lỗ mũi. Rồi, những tội như thế vô lượng vô biên, sau khi mạng chung đọa ba đường khổ. Ba đường khổ là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Trải nghìn muôn kiếp mới được làm người. Dù được làm người, quả báo bệnh mũi. Quý vị thấy á, tại đây mình không thấy đó chứ, mình đến bệnh viện á, nhiều người bị cái mũi của họ đó bị bệnh á, rồi cái nó mổ nó hết lên vậy, nó mất tiêu cái lỗ mũi nó, cái chỉ còn hai cái lỗ trống, kỳ, rất là kỳ. Đó là cái quả báo bệnh mũi đó. Nhiều cái bệnh kỳ lắm mà mình không có đến bệnh viện nhiều, mình không biết thôi. Chứ cái mũi của mình á, thường thường á, mấy cô, nhất là mấy cô trẻ đó, phải sống mũi dọc dừa thanh tú nó mới đẹp. Cái mũi mà nó bự hoặc là nó bị bệnh là xấu lắm, đúng không? Thành ra cái nghiệp mũi này nè, nhớ, muốn mũi mình đẹp thì đừng chạy theo hương trần, đừng bị dính kẹt, đừng bị phan duyên. Là giống như giờ nói dùng danh từ là phòng hộ đó. Họ không chạy theo, đúng không? À, đó là nghiệp mũi. Bây giờ mình nói về chí tâm phát nguyện của nghiệp mũi. Một, nguyện ra hết tà khí loạn. Hai, nguyện nhận vào hương tuệ huân. Ba, nguyện đóng thành cửa vô lậu. Bốn, nguyện hoa tan trần hữu duyên. Năm, nguyện lôi về đường tam bảo. Sáu, nguyện ngáp nát xóm tứ sanh. Bảy, nguyện thở trừ phiền não chướng. Tám, nguyện ngửi được hoa giác tươi. Chín, nguyện thường thông giống các pháp. Mười, nguyện hằng lấp nhân ngũ tân. 11, nguyện kéo về dạo biển tánh. 12, nguyện lôi ra khỏi bến mê. Tức là đây là phát nguyện của cái mũi đó. Một, nguyện ra hết tà khí loạn, có nghĩa là hít vô thở ra, hít vô, hít những cái trong sạch thanh tịnh vô, thở ra những cái loạn, những cái tà khí thở ra hết. Đó, thở ra sạch sẽ hết tà khí loạn động. Hai, nguyện nhận vào tuệ hương huân, tức là cái nguyện thứ hai mình là hít thật sâu vào hương giới, hương định và hương tuệ, hương giải thoát tri kiến. Đó, tuệ hương huân.
ba nguyện đóng thành cửa vô lậu, tức là hít sâu vào ngũ phần pháp thân hương, kết thành cái cửa vô lậu. Vô lậu là không sanh, không diệt, giải thoát. Bốn nguyện hoa tan trần hữu duyên. Bốn nguyện đó là hoa sạch hết các duyên trần có ở bên ngoài, sạch sẽ, không có dính mắc. Năm nguyện lôi về đường tam bảo, tức là các duyên trần ràng buộc đó giờ lôi hết trở về tam bảo. Sáu nguyện ngáp nát xóm tứ sanh. Quý vị thấy câu ghê không? Tứ sanh là gì? Thai sanh, đoạn sanh, thấp sanh và hóa sanh. Thai sanh là những gì? Sinh vật sanh bằng thai. Thí dụ như gì? Con người là thai sanh rồi. Cái gì thai sanh nữa? Trâu bò, heo, chó, đúng không? Thai sanh. Rồi thấp sanh là gì? Những cái con vật sanh ở chỗ ẩm ướt, ha, trùng, rồi lăng quăng, rồi ếch nhái, ẩn ương. Những con vật thấp sanh là nó sanh ở chỗ ẩm ướt. Noãn sanh là gì? Sanh bằng trứng, như là chim, rắn, thằng lằn, những cái con vật sanh bằng trứng. Hóa sanh là sao? Bướm. Ở gì nữa? Nồng nọc nó từ ở dưới nó hóa sanh, nó nhảy lên thành cốc, thành ảnh ương, đúng không? Sâu nó thành bướm là hóa sanh. Còn nhớ nha, tứ sanh là thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và hóa sanh. Rồi bảy nguyền thở trừ phiền não chướng, có nghĩa là mình thở ra phiền não nó cũng theo đó nó ra. Có ai được cái này không ha? Phải thở ra là phiền não theo ra hết, hay là mình hít vô hay thở ra? Phiền não này nè, phiền não tức là gì? Những cái không vui, những cái bực bội, những cái khó chịu, đúng không? Thở ra là nó theo ra hết, chứ không có để nó trong lòng, trong mũi ha. Đó. Tám nguyện ngửi được hoa giác tươi, tức là sao? Lúc nào cũng ngửi được cái mùi thơm của sự giác ngộ, đúng không? Giải thoát, sống được với tánh giác của mình, ý nói vậy ha. Rồi gì nữa? Tám nguyện. Ủa rồi, chín nguyện thường thông các giống pháp, là thông suốt hết cội nguồn của các pháp. Cái câu này khó lắm mà, cái này phải nghiên cứu kinh điển á, phải không? Phải nghiên cứu cho kỹ. Thông suốt hết cội nguồn của các pháp. Mười nguyện hằng lấp nhân ngũ tân, giống như nãy mình nói đó, tanh hôi đó mình phải ướp gia vị vào cho nó thơm mình ăn. Giờ mình nguyện lấp hết, mình không ăn đó nữa. Rồi 11 nguyện kéo về dạo biển tánh, tất cả các duyên trần này kéo nó về biển tánh của mình hết. Biển tánh của mình rất là thanh tịnh, không sanh không diệt, kéo về hết. 12 nguyện lôi ra khỏi bến mê, đúng không? Những cái mê mà những cái duyên trần ràng buộc đó là mình lôi trở về hết, không có cho nó phan duyên đi theo nữa. Thì đó là nghiệp căn mũi, đúng không? Quý vị nhớ nghiệp căn mũi ha. Lúc đầu mình học là mắt, tai, bây giờ mũi, kỳ sau mình học lưỡi. Lưỡi nó mới ghê gớm đó. Đố quý vị lưỡi nó ghê hơn mũi không? Lưỡi là ghê lắm luôn á. Cho nên mình phải sám hối sáu căn là vậy đó. Tại vì nó tạo tội nhiều quá. Nhưng mà chính sáu căn này, nếu mà mình trở về được tánh giác, nó cũng là giúp mình thành Phật nhanh lắm. Nó là tạo tội số 1, nhưng mà nó cũng là, nếu mà nó thanh tịnh là trở về thành Phật nhanh lắm luôn. Chỉ cần mình biết được nó, mình tu được nó, mình không theo nó nữa, thì trở về tánh giác là thành Phật à. Rất là dễ, đúng không nè? Thành ra mình biết cái tội của nó đi, rồi mình xong rồi mình kéo nó trở về biển tánh hết, thành Phật ha. Rồi đời sau cái mình lên trên cõi Phật, mình gặp nhau vui mừng, không có ở cõi dưới này nữa ha. Khổ quá, đúng không? Rồi giờ chúng ta nghỉ ha.